mình có được một bao lúa mà này mình bán mình có tiền được rồi, mà thằng bằng kia nó mượn vẫn chưa trả, mà mình muốn đòi mà mình bằng thân thiết quá mà đòi không được hay gì chờ. Ước gì có một người ở đây hay để mình biểu nó đi thay cho mình đi đòi lại nhỉ. Ủa khổ quá. Đi kiếm rượu về qua, đi kiếm lốm chai thôi. Vừa nói vừa có liền. Ủa, hai cái dép này dép của ai vậy? Tụi vẫn còn đẹp mà sao? Ồ, cái dép này có một chị. Con dép này hai đôi. Ồ, con dép này chắc được ạ. Vừa đi đám cưới, vừa đi chơi cái nè. Được ạ. Như cái dép này chắc sau ăn á. Nó lung. Được rồi, cái dép này mình mua đều. Bỏ mày vào đây. Đẹp quá. Mày một cái lon rồi ngã xuống luôn. Ê, thằng Nghi, đừng ghi lên lại cho tao. Bỏ lại. Cái gì vậy? Bỏ lon cho đây nè. Mày không thể đè nhà của tao à? Lọt đè cho nhà tao là lọt của tao, mày hiểu không? Hả? Sao mày móc lon nhà tao đấy? Em chỉ lượm một cái lon thôi mà. Lượm một lon để làm cái gì? Được rồi. Cái gì? Rượu hả? Dạ. Ý. Thôi, nếu mày đồ rượu thì tao qua mày mời nhà tao. Bây giờ tao sẽ tao cho mày một việc, mày làm giúp tao được không? Việc gì? Mày khỏi đi lồm lòng luôn. Được. Được chứ? Được. Rồi đây. Đây. Để tao lên xì cho mày ăn. Rồi, qua đây. Dù, mang cho mày kêu bạn. Rồi, qua đây. Ôi trời ơi, phép quá, không sao nhà tao, không sao hết. Đây. Mà em ngại lắm. Không sao. Bây giờ trước khi nói, mình nhìn thương người ta là còn người ta không? Rồi qua đây, tao nói mày. Thằng kia nữa. Nó mới rồi mà, nó nợ tao. Nó hư là sáng nay nó trả, ngày mai nó trả. Nhưng mà không thấy nó trả gì hết á. Bây giờ tao phải nhờ mày qua nhà nó đòi lại công bằng cho tao. Nó nợ bao nhiêu? Nhiều lắm hả? Nhiều. Có đây luôn nè. Bao nhiêu? Một bao lúa. Bây giờ tao muốn mày phải đi đòi lại cái bao lúa đó. Rồi tao với mày sẽ chi đều luôn. Được. Được không? Được. Nhà bạn ai vậy? Nhà bạn đó là bạn tên là Atun. Atun hả? Ừ. Ồ, không biết á, nó nợ tao 2.000 lắm á. 2.000 luôn hả? Ừ. Thế nó mừng tiền mày để làm cái gì? Nó mừng tiền tao, nó bao con gái á. Ừ. Nó đem tiền nó có 1.000 thôi. Ừ. Đi bao con gái, nó cắp tao ở ngoài đường. Nó mừng tình tao 2.000 luôn. 2.000 luôn? Ừ. Nhiều quá hả? Ừ. Thế nó nợ mày mấy năm rồi? 2 năm. Ừ, 2 năm 2.000. Ừ, 2 năm 2.000. Ừ. Bây giờ nếu tao nhờ mày, mày qua nhà nó, mày đòi tình mày 2.000. Ừ. Rồi mày đòi em tao một bao lúa luôn. Bao lúa. Rồi. Mày có đồng ý không? Đồng. Đồng ý không? Ừ, đồng. Thế tao đòi nợ, mày cho tao cái gì? Tao á? Ừ. Tao cho mày một lon gạo. Một lon gạo? Ít quá, không nữa. Thôi, 2 lon. Ok, 2 lon. Bắt tay vô. Bắt tay. Ngu, bắt tay vậy nè. Rồi. Rồi. Đi. Mày đi. Thế thì nhà mày có dao có rượu không? Có cốc không? Cái dao hả? Ừ. À, đây này, nhà tao có cái dao này. Dao tao là dao xịn nha, tao có cái hộp luôn. Tao mất một ngày tao mới làm được cái này á. Mày giữ mày đừng có mất nha. Rồi. Ủa, mà mẹ cầm dao đi làm cái gì? Mang theo. Mẹ đừng nói với tao là mày đi đòi nợ mày 2.000, mày muốn cầm dao đi giết người ta nha. Không phải, nhà nó có chó, đem theo á, sẽ cho cắn. Ôi, mày nói con đúng. Đẹp đẹp trai mà cũng thông minh. Đây, tao cho mày nè. Rồi. Dạ. Cảm ơn nhá. Rồi, mày đi. Quần đó mày lấp luôn. Lên. Gì vậy? Bảo lũ to lắm. Mày giặt không nữa đâu. Tao chơi cho mày một cách chiến lắm. Mày lấy chú rùa đi. Mày đưa bằng chú rùa đi. Để chú rùa hả? Chú rùa bên đây. Bên đây chú rùa của tao nè.
Đẻ. Ừ. Ừ, được. Đó làm gì vậy? Ui, chắc nó làm bậy rồi. Bạn nào tôn? Anh đủ. Bạn đen đi đâu vậy bạn? Ta không nói nhiều. Anh đủ. Mày cứ coi đi. Nhiều năm rồi, ta không có nói nhiều nữa. Tao nợ mày khi nào ta? Mày có nhớ không? 2 năm trước á, mày nợ tao á 2 ngăn á. Bây giờ mày có nhớ không? Bây giờ á, có tình lai rồi, mày phải trả tao 5 ngăn á. À đủ, có lãi luôn hả? Thôi, trả luôn. Mệt quá. Này, đủ 5 ngăn đúng không? Ừ, đúng. 5 ngăn. Ê, con tui này chưa bỏ cái gì, con tui này tao bỏ tiền. Mày có nhớ không? Còn một bao rùa, bàn tay của tao, mày nợ mày chứ chả. Đó lâu rồi, hết hạn sử dụng rồi, không đòi được nữa. Sao không đòi? Anh đủ mày muốn gì? Đủ mẹ mày muốn gì mày? Đủ mẹ mày muốn gì mày hả? Mày muốn nhà mày đợi nhất trong làng này hả? Ui bà. Hả? Ừ. Dạ. Bạn đèn. Bạn đèn như than. Mình bỏ lũ ở đây một năm rồi đêm trả cho nó, nhưng mà mình tiếc quá. Nhưng mày lôi ra đi. Thôi bạn đi lôi đi. Mình không được. Nuôi mình vặt luôn nuôi đâu. Thật luôn á. Thôi.
Lâu quá ta. Được, thằng này nó lâu quá. Hay là thằng này nó có một dao mà chặt nó hai thằng kia đi chém nhau rồi sao á? Ui kỳ quá, mình để có ai thứ mới được. Chạy xe này khó quá, mới xôi luôn vậy ta. Chạy luôn, chạy đi, chạy luôn, chạy đi. Tổng hợp có chạy mình rồi. Bỏ này mình ngu mà mày ngu à, mình đợi hiện này. Sao mày giặc mày ngu vậy? Đù thằng đồ ngu quá thằng này. Hồi nãy tao không biết. Mày bỏ xe nha thằng. Hồi nãy tao biết mình lấy xe rùa mình đợi hiện này. To thấy không? To. Ừ dễ quá rồi. Ủa mày mày ngu gì vậy mày? Tao thay người ta quát không mà. Mày ngu quá. Sao mày có xe đâu mà sao mày không cho xe mà quát làm gì? Đúng mình ngu thật rồi. Mày đi đi nhẹ lắm. Tao mệt lắm. Đi. Thôi vậy tao đi. Lúa của mày mà. Đi đi. Má này đù tao phải chơi thằng nào ngu thì mày. Ngày này chắc có tình mình u rượu rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Mấy đôi như thế nào ấy? Sao mà nó đưa mày liền ấy? Tao không biết. Hay quá. Hay là do mày có mì dao này hình? Chắc không sao đi. Chắc không sao. Tao đòi dễ lắm. Mày ngồi đâu? Này, uống nước này. Mất lắm. Mày chút rồi. Mất quá. Yo, hôm nay mày ngu quá mà có chiếc xe hôm nay sao mày không đấy? Mày giác làm gì? Đúng mày ngu thì nghe mày. Con mày là cặp tao thôi mà tao không đi sớm đâu, chắc giờ này chưa tới đâu. Đúng mày ngu quá mà. Một phát cần chết luôn mà. Giờ mày ngu mà, mất cũng được, mày ngu quá mà. Đúng, mất quá. Bây giờ cũng đã cơm rồi, mày đeo cơm không? Đói. Thôi, mày tao đi băng mì đi. Mì tao mày móc hai bao. Mì á? Hai anh em mình đi móc mì khô á. Mì khô? Hai anh em mình đi băng mì đi. Mày giặt hoặc là giặt bao đi băng. Được. Để mình kim mồi mới ăn. Ừ đi, được không? Được, được, được. Được rồi, mình đi. Đi. Đi nè. Mày giặt qua, tao giặt qua bao. Đi. Được rồi. Mày bơi được giặt được nha, tao giặt được nha. Rồi. Come on. Come on. Trời ơi. Ui dạ, thật nặng quá. Mình đi. Đây mình cho. Đúng rồi á. Đúng rồi á, mày sao mày. Đúng rồi á. Đúng rồi, come on. Rồi, tao đi trước. Đi trước đi. Ôi ôi, thằng kia. Đúng rồi, không phải đâu. Chị tao đây này nhanh lên. Tao không ngồi nè, đúng rồi. Mày bỏ xuống đi. Thôi, come on. Nhìn lên. Sao vậy? Cô mình ra. Đâu? Mình cô nó là sao nắp cô mình. Cho tao. Một con. Nhìn lên. Mày đi trước đi. Tao. Ôi dồi. Chết rồi. Thằng kia, mày qua đây đi. Mệt quá. Thôi sao giờ sao? Hai bao không nuôi mà. Thôi bây giờ phải sao đây? Thôi mình bán một bao thôi. Mình vác chân một bao. Xong rồi bán một bao. Xuống nữa vác nữa. Thôi mình bán một bao thôi đi. Bán một bao là được rồi. Mình bay theo ngày mai nữa. Bán một bao sẽ được nha. Một bao là mùa rêu. Một bao là mùa rào. Thôi một bao đi. Một bao đi. Đi. Một bao được đi. Đi. Để tao chứ.
Quay, hai người khiêng luôn. Hai người khiêng được không? Vô, nếu biết da này nhẹ nó được rồi, đúng không? Mình ngủ quá. Được rồi, nếu biết da này được rồi. Được rồi, quanh đó mình đúng quanh rồi. Tao nghe. Mệt quá. Mệt tay quá. Mệt tay quá. Mệt. Mà xuống, mệt tay. Ô, giặt, quay ra, giặt. Ô, hai. Đi. Sao anh sẽ đi ngược như vậy nè? Đó, đi ngược rồi. Nặng quá, từ mình nhắm đi trước kìa. Sao vậy, sao ngược mình ra nè? Đi nhẹ đi. Một, hai. Sao giặt mình thì nhìn nặng lắm. Nên chắc định nhiều lắm này. Chắc nhiều đi. Sắp chết rồi. Rồi một con. Đâu được. Nhanh. Ồ, nặng quá. Mày mày mì khô á, mì khô Ủa? Con gì vậy em? Sao? Mày ngu của mày vậy đâu? Mày con bò hỏi chứ đốc nhớ, bò nó hỏi trên nhớ. Ôi mày ngu quá. Bò hỏi vậy nè, đó thấy không? Đây nè, cái trông nó này nè, cái bò nó này nè. Đó thấy chưa? Ủa? Cái này mày coi sao vậy? Ô, mình nhâm gì nè, mình nhâm, mày coi nhâm gì nè. Đủ mình bao nhiêu đấy? Ô, 500 cây. Không 500 cây hả? Ô, không 500 cây luôn á. Chắc phải quay đâu, mày coi cây là đi. Đây đúng rồi mà. Mình coi cây rồi mà. Quay đâu, coi vậy quay ngược rồi. Mình coi vậy nè, từ từ nha. Ôi, chắc cây vậy, chắc nó ngược sao á. Thôi, giờ à, mẹ, giờ ta nha. Rồi, quay ngược nha. Mình nhìn. Mình nhìn. 52 cây. Mình nhìn. 52 cây. Ôi. Mình nhìn. Bao nhiêu? 52 cây. 52 cây hả? Ừ. Rồi mình cao đi. Mình cao. Ra rồi. Mình có con mua mì không? Có mua mì không chứ? Mì đây nè. Mì bao? Mì khô á. Mì bao? Một bao thôi. Một bao thôi. Mì mọc á. Lấy con đã. Ôi. Gì vậy? Con rồi nè. Mấy chục ký? 52 ký. 52 ký. Coi đi, 52 ký. Ôi trời ơi. Sao? Bị ngược rồi. Không phải ngược hả? Không phải đâu. Không phải đâu. Coi vậy nè. Đôi này trên đấy. Đây nè, không phải ngược đâu. Đúng rồi mà. Coi vậy nè, mình coi vậy nè. Ai? Coi vậy. 52 thôi chứ, coi vậy đi. Con như vậy, sai rồi. Khiêng đi, khiêng lại. Sai rồi hả? Sai rồi. Ừ, mà khiêng lại. Sao mà ngu vậy? Như thế nào con, như thế nào? Làng nào sao mà ngu vậy? Làng như vậy hả? Dạ. Mình coi chết rồi. Làng nào sao mà ngu vậy? Mình làng nhìn ngông. Vậy hả? Ồ, vậy vậy không? Từ, không phải coi vậy này. 50. Ôi, sai đúng rồi. Đúng sai rồi. Đúng mà coi vậy này. À, sao mà ngu vậy? Đúng rồi. Từ đây sang 50 cây đây. À. Ở đây nè. 10 cây này, đây là 1 cây đó. Ở đây là 50 cây. Ở đây 50 cây hả? Dạ. Mì đây chắc chắc khô phải không? Khô rồi. Đó.
bê thư là nó cây bắp bắp thấy không? Khô thôi. Vuông hàng năm. Cái gì? Vuông hàng năm. Một cây vuông hàng năm hả? Dạ. Sao mi để đắt thì? Đắt thì. Vuông năm được rồi. Ngày mai chúng ta đi mua. Đi mọc tết. Sao lưng con như vậy ra? Ôi dạ, mình biết biết rồi. Dốt quá. Có học nhiều hả? Rồi, tinh tinh, tinh tinh. Tinh tinh. Tinh tinh. 50 nhân cho 45 nha. Ừ. Năm đây 250 ngàn này. 200 á? Dạ. Muốn coi cái gì mẹ coi đi. Ố, cái đây số 1 mà. Cái này số 1 này số 2 mà. Này số 2 mà. Số 2 mà. Ơi, này đúng rồi không? Ăn gian quá. Đây số 1 em thấy không? Số 1 mà. Số 1 mà. Ở đây có số 2 cho đây. Đi số sắt này này. Có số 2 á. Đó, đây nè, số 2. Ở đây số 5 này. Đây kết này vậy này. Có thấy không? Đây 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 là đây số 5 số 2. Đây số 5 là 200 năm ngàn đồng đó thấy không? Ở đây mà đúng vô. Ô, ở đây đúng rồi, đúng không? Dạ dạ lời. Thôi, xả ra thôi. Thôi, mình về. Thôi. Một băng cho đây. Băng mi ở trong lắc đưa năm ngàn luôn. Ờ yeah. Mi ở trong lắc còn nhiều lắm. Ờ rồi. Dạ. Đang khó quá. Rồi thôi ha. Đúng rồi.